giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, và giặc tàu ngang tàn trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tàu. Xin hỏi anh ở đâu ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm? Xin hỏi anh ở đâu sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn? Chẳng một chút nương tay. Xin hỏi anh là ai dẫu cho tôi xuống đường để tỏ tình yêu quê hương này? Dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm? Xin hỏi anh ở đâu sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Tôi không thể ngồi yên để đời sau. Thì Bắc Kinh ngày càng có hành động cụ thể xâm lấn chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chẳng hạn như vừa thiết lập cái gọi là thành phố Tam Sa, bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, thao dượt quân sự bằng đạn thật trên vùng Trường Sa, kết hợp với phương tiện truyền thông, kêu gọi và thúc giục giết chết và tiêu diệt nhân dân Việt Nam, vẫn theo nhà báo Quỳnh Ngọc Trên. Nhà cầm quyền Việt Nam một mặt im thiên thiết nuốt nhục, một mặt thẳng tay trấn áp, gây khó dễ những người dân biểu tình, biểu lộ thái độ chống lại quân xâm lược Trung Quốc. Qua bài Quan hệ Việt Trung ra khỏi vòng tranh tối tranh sáng, blogger Trần Kinh Nghị kể lại kinh nghiệm qua các giai đoạn chiến tranh biên giới 1979 và Trường Sa 1988, thì qua lục thường Vu Quan giáng họa trước khi phát động chiến tranh. Bây giờ sách lược đó đang tái diễn, và phương cách ném đá dấu tay, miệng nói hòa bình, tay vung binh quả của Trung Quốc cũng nằm trong khuôn khổ ấy. Blogger Trần Kinh Nghị hỏi thẳng rằng Bắc Kinh muốn gì nếu không phải để gây sự và kiếm cớ phát động một đợt chiến tranh lấn chiếm biển đảo. Và tác giả trích dẫn lời một giáo sư Philippines lưu ý
rằng Trung Quốc chỉ chờ chúng ta bắn phát súng đầu tiên là hùng hổ trấn áp và tuyên bố chỉ tự vệ. Blogger Trần Kinh Nghị báo động. Thế giới không thể lại mất cảnh giác trước những động thái quá lộ liễu của Bắc Kinh. Và hơn ai hết, người Việt Nam cần nhận rõ các thế lực hiếu chiến ở Trung Quốc đang đẩy trạng thái quan hệ Trung Việt sang thời kỳ mấp mé bờ vực chiến tranh. Giờ đây, hãy bớt suy nghĩ về Trung Quốc theo logic thông thường, mà hãy nghĩ đến thứ logic của chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán. Nó không đại diện cho nhân dân Trung Quốc, mà chỉ đại diện cho bộ phận hiếu chiến của đất nước đông dân nhất thế giới này. Nó nhắc nhớ đến chủ nghĩa phát xít Hitler đã một thời gây bao tai họa cho nhân loại như thế nào. Qua cái cách mà Đặng Tiểu Bình đã thiết kế cuộc chiến tranh đẫm máu chống Việt Nam năm 1979, thì chiến tranh đối với Trung Quốc chỉ là một trò diễn tập của một đội quân đang ngứa ngáy chân tay và thừa súng đạn. Trước cảnh tổ quốc lâm nguy như vậy, tác giả Nguyễn Văn Thiện nêu lên câu hỏi rằng ai còn tin Trung Quốc là bạn thì giơ tay lên. Tác giả nhắc lại, theo dòng lịch sử với biết bao biến cố thăng trầm, đánh nhau máu chảy thành sông, xác chất thành gò, thì đến năm 1990, Việt Nam và Trung Quốc lại làm lành với nhau khi hai nước tận dụng nội công thâm hậu của bộ máy tuyên truyền để nhã ngọc phun châu, nào là bạn 16 chữ vàng, bốn tốt, nào là môi hở răng lạnh, nghe rất nhàm tai. Rồi tác giả giả sử rằng, nếu bây giờ bất ngờ tập trung một nhóm người dân Việt không phân biệt thành phần, tuổi tác, nam nữ, và hỏi rằng ai còn tin Trung Quốc là bạn thì giơ tay lên, thì liệu có bao nhiêu người dân Việt giơ tay? Tại sao như vậy? Tác giả giải thích. Đơn giản, vì thằng trẻ con nó cũng thừa biết thế nào là Trung Quốc. Hàng giả từ đâu vào Việt Nam? Trung Quốc. Sữa, thực phẩm chứa chất ung thư từ đâu tới? Từ Trung Quốc. Phụ nữ bị bắt cóc, rồi thì bán đi đâu nhiều nhất? Sang Trung Quốc. Ai khai thác bô xít ở Tây Nguyên? Trung Quốc. Ai bắt bớ đánh đập ngư dân Việt Nam? Vẫn là Trung Quốc. Ai chiếm biển đảo của ta? Trung Quốc chứ ai nữa? Thế thì tại sao ta vẫn gọi Trung Quốc là bạn? Chịu, không biết. Nghe nói thế thì biết thế, nhưng không bao giờ tin thế. Không bao giờ Trung Quốc là bạn của Việt Nam. Đừng tiếp tục lừa dối nhau điều đó. Blogger Nguyễn Văn Thiện cũng không quên các quan lãnh đạo đảng và nhà nước của Việt Nam, để rồi hình dung một cuộc họp bộ chính trị. Qua đó ông hỏi, ai còn tin Trung Quốc là bạn, giơ tay lên. Tác giả không rõ sẽ có bao nhiêu quan Việt giơ tay, và đó là những cánh tay của ai. Blogger Thái Hiền nhìn thấy dân tộc Việt Nam hiện đang đứng trước một bước rẽ định mệnh, mà theo tác giả, thì tất cả đều phụ thuộc vào quyết định lựa chọn của những người cầm cân nảy mực cho số phận của dân tộc. Họ, những người cầm cân nảy mực ấy, có thể là những anh hùng dân tộc vĩ đại nhất nếu rẽ sang phải trong bước rẽ định mệnh này, hoặc trở thành tội đồ dân tộc, tội đồ lịch sử của mọi thời nếu rẽ sang trái. Như vậy, rẽ sang phải và rẽ sang trái là như thế nào? Tác giả mô tả. Rẽ sang phải, Việt Nam rất là thành viên ưu tú của một thế giới văn minh, tiến bộ và phát triển bền vững. Người Việt Nam được ngẩng cao đầu với một vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, được hưởng trọn vẹn quyền thiêng liêng của con người trong môi trường công bằng, dân chủ, tự do và bác ái. Rẽ sang trái, Việt Nam sẽ trở thành chư hầu vĩnh viễn của một bành trướng phương Bắc. Cái quái thai của chế độ phong kiến đang thời kỳ quá độ, một xã hội vẫn còn nguyên sự man di mọi rợ, nhưng đã manh nha ôm mộng trở thành trung tâm vũ trụ, nóc nhà thế giới. Có lẽ không cần phân tích thêm những chứng cứ về mối đe dọa hiện hữu mà chế độ bành trướng phương Bắc đang áp đặt cho chính dân nước họ. Rồi tiếp đến là các nước trong khu vực, và cuối cùng sẽ là cả thế giới. Sẽ không có kịch bản thứ ba cho ý đồ rẽ sang cả hai bên hay đứng yên tại chỗ. Bởi bánh xe lịch sử nhân loại sẽ nghiền nát những gì là vật cản trên đường đi của nó. Blogger Mẹ Nắm nhìn thấy thành phố gọi là Tam Sa do mẹ mìn Trung Quốc nặng ra, thể hiện mốc lịch sử quan trọng cho tiến trình từng bước xâm chiếm Việt Nam trong chiến lược bành trướng bá quyền phương Bắc. Mẹ Nắm lại báo động rằng sự bức sinh của Tam Sa là một hình thức bức tử Hoàng Sa và Trường Sa một cách chính thức, và nêu lên câu hỏi rằng người ta thấy gì về phản ứng ở tầm lãnh đạo quốc gia.
và từ đó thấy gì ở bản chất qua những phản ứng này? Và đảng và nhà nước Việt Nam đã lo gì trước hành động xâm lược chính thức này của phương Bắc? Qua bài Thấy gì qua những phát ngôn, blogger Mẹ Nắm khi nhắc lại việc giới cầm quyền quả quyết hãy để đảng và nhà nước lo, khiến từ ải Nam Quan, thác Bản Dốc cho tới Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam hiện giờ đều mang cái mọc Made in China, thì nay đảng hoàn toàn im lặng, mặc dù mọi hiệp ước ký kết giữa hai nước đều do ông Tổng Bí thư đảng đặt viết ký, trong khi nhà nước thì không có động thái nào khác hơn là luôn để cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao phát đi phát lại đoạn băng rè được thâu sẵn từ năm 2007 cho đến nay để phản đối Xuân Thiên Triều. Trong khi các ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ở đâu trong lúc Sơn Hà nguy biến hiện giờ? Họ mắc nghẹn cái gì mà không nói nên lời? Blogger Mẹ Nắm nhận xét tiếp. Trước tình hình căng thẳng trên Biển Đông, cùng với câu trấn an lòng dân bất hủ là mọi việc đã có đảng và nhà nước lo, thì các nhà lãnh đạo Việt Nam hình như muốn chứng minh cho cả thế giới thấy khả năng chịu nhục của mình đã đạt đến cấp độ cao. Vẫn theo blogger Mẹ Nắm, thì trên thực tế, việc bỏ qua các hành động xâm chiếm ngày càng leo thang của phương Bắc trong bối cảnh đàn áp người dân biểu tình yêu nước, mà nổi bật là các phiên tòa kính xét xử ba blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, anh ba Sài Gòn Phan Thanh Hải, Công lý và Sự thật Tạ Phong Tần, những người từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và thường viết bài mạnh mẽ về chủ quyền biển đảo Việt Nam, là bằng chứng hùng hồn cho thấy rằng chỉ có người dân Việt Nam phản đối chính sách bành trướng bá quyền của Trung Quốc, còn chính phủ Việt Nam thì không. Sau khi nêu lên câu hỏi rằng những người lãnh đạo Việt Nam có đi chung một con tàu với dân tộc này trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ hay không, blogger Mẹ Nắm lưu ý. Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, biên giới Việt Trung, Hoàng Sa, Trường Sa là câu trả lời. Những bản án, những cú đạp, cái đấm vào mặt nhân dân, những hàng rào người quanh nhà, lẫn những hàng rào song sắt với áo xanh lá cây, áo vàng, lẫn áo xanh da trời, ngăn chặn người dân thể hiện lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền và phản đối Trung Quốc xâm lược là câu trả lời. Những đại hội đại biểu toàn quốc hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, những cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt Trung là câu trả lời. Và sự im lặng của những người đang nắm quyền lãnh đạo cao nhất nước trước sự việc tâm sa là câu trả lời. Blogger Thùy Linh cũng kêu gọi giới cầm quyền là đừng lợi dụng nhân dân thêm nữa cho mục đích tồn tại của chế độ, vốn đã bộc lộ quá nhiều sự xấu xa, tồi tệ, bất chấp nguy nan về chủ quyền đất nước. Đừng lợi dụng nhân dân để bắt họ cam chịu vô tận những bất công. Đừng lợi dụng nhân dân theo kiểu bầy cừu được dẫn dắt bởi cơ chế xin cho. Và nhà văn Thùy Linh nhấn mạnh. Đừng lợi dụng nhân dân thêm nữa, chính nhân dân là người làm nên chiến thắng trong các cuộc chiến tranh xưa nay. Và hãy nhớ quân thù đã ở ngoài biên ải, dày đặc trên Biển Đông. Khi Tổ quốc lâm nguy, liệu cách sử dụng, lợi dụng nhân dân như hiện nay có động viên được con em họ ra trận hay không? Lời Kim Quy, giặc chính là người ngồi sau lưng người đó. Trảm giặc ngoài biên ải cũng quan trọng như phải trảm giặc đang hoành hành ngay trong lòng Tổ quốc này.